Chào các bạn đã quay trở lại. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn học sách tiếng Anh lớp 4 chương trình mới. Và chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé. Number 2. Read and tick true or false. Là chúng ta hãy đọc và đánh là đúng hoặc là sai. Hello, my name is Mai. It is Tuesday today. It is our school day. My friend Link and I go to school on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. At the weekend, we stay at home. We do homework on Saturdays. We do housework and listen to music on Sundays. Xin chào, nào, tên mình là Mai và hôm nay là thứ ba và hôm nay là một ngày đi học. Bạn của tôi, Linh và tôi thì đi học vào thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm và thứ sáu. Và cuối tuần thì chúng tôi ở nhà. Và chúng tôi làm bài tập vào thứ bảy. Và chúng tôi làm việc nhà và nghe nhạc vào chủ nhật. Number 1. Today is Tuesday. Và hôm nay là thứ ba. Đúng là chúng ta thì có thông tin trong bài là It is Tuesday today. Là hôm nay là thứ ba. Vì vậy chúng ta sẽ chọn là true. And number 2. Mai and Link study at school from Mondays to Friday. Là Mai và Linh thì học ở trường từ thứ hai đến thứ sáu. Và chúng ta thấy đây là một thông tin đúng. Bởi vì chúng ta thấy là My friend Link and I go to school on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. Đúng nào là bạn của tôi là Linh và tôi thì đi học vào thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm và thứ sáu. Number 3. They are at home at the weekend. Là họ ở nhà vào cuối tuần. Và chúng ta thấy đây cũng là một thông tin đúng. Bởi vì chúng ta thấy là at the weekend we stay at home. Là vào cuối tuần thì chúng tôi ở nhà. And number 4. They do homework on Sundays. Là họ làm bài tập vào chủ nhật. Và chúng ta sẽ thấy đây là một thông tin sai. Bởi vì là trong bài có nói là we do housework and listen to music on Sunday. Là chúng tôi làm việc nhà và nghe nhạc vào chủ nhật. Vì vậy đây là thông tin sai.